Xin chào các bạn và rất vui khi các bạn quay lại với kênh Tư Béo. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm và tải game cũng như cập nhật game trực tiếp trên cửa hàng Play, dù game đã bị ẩn khỏi Việt Nam rồi nhé. Như các bạn đang thấy đây thì mình không thể nào tìm được game Shadowfire Arena, nó báo là không thể dùng được ứng dụng này nữa, vào bên trong trang của Nike cũng không có luôn. Ok, bắt đầu nhé, đầu tiên là hãy tìm ứng dụng Kiwi VPN. Tải về và cài đặt cho mình, ở đây mình đã tải rồi. Sau khi các bạn tải xong, hãy mở ứng dụng lên, vào phần Best Location bên dưới màn hình, chọn một quốc gia bất kỳ, ở đây mình sẽ chọn Singapore, đợi một lát cho nó kết nối. Có thể sẽ có quảng cáo 5 giây, các bạn chịu khó xíu nhé. Sau khi kết nối thành công, hãy vào thông tin ứng dụng cửa hàng Play, chọn xóa dữ liệu, xóa tất cả dữ liệu. Rồi vào lại cửa hàng Play tìm game Shadowfire 4 Arena, giờ đây bạn đã có thể tải cũng như cập nhật game trực tiếp trên cửa hàng. Lưu ý nếu vẫn không tìm thấy game, hãy truy cập vào trang web bay.google.com, vào phần cài đặt, kéo xuống dưới cùng chọn đóng hồ sơ thanh toán, xác nhận đóng hồ sơ và làm lại từ đầu của video này. Chúc các bạn thành công!